Chào bạn, Health Coach Minh An đã quay trở lại với các bạn đây. Ngay bây giờ lúc này, bạn hãy lựa chọn cho mình một tư thế thật thư giãn, thả lỏng để thực hiện tự chữa lành cho chính mình nhé. Bạn có thể chọn cho mình ở tư thế nằm thư giãn, hoặc bạn cũng có thể chọn cho mình một tư thế ngồi. Bạn nhẹ nhàng nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Bạn tiếp tục một hơi nữa nhé. Hãy nhẹ nhàng hít vào và nhẹ nhàng thở ra. Bạn lặp lại một lần nữa nhé. Hãy hít vào và thở ra. Hãy thư giãn cho vầng trán của bạn. Hãy thư giãn cho khuôn mặt của bạn. Hãy thư giãn cho đôi vai của bạn. Hãy thư giãn cho toàn bộ vùng lưng của bạn. Hãy thư giãn cho vùng hông. Hãy thư giãn cho hai chân của bạn. Hãy lắng nghe những rung động trên cơ thể bạn. Bạn có đang lắng nghe tiếng nói bên trong mình không? Có điều gì đó đang diễn ra bên trong bạn, dường như biết hết tất cả mọi thứ. Vâng, và đó là gì? Bạn có thể gọi tên đó là tiềm thức, trực giác, giác quan thứ 6, tâm trí, hay một tên gọi nào đó, như có người nói là đấng tối cao, con tim của tôi, có người lại nói con người cao cả trong tôi, hay tiếng nói bên trong. Bạn có tin giọng nói bên trong đó của mình không? Bạn có tin không? Vì sao? Dù cho đó là gì thì nó đã thực sự giúp bạn sống sót cả cuộc đời đến tận bây giờ. Bạn có biết điều đó không? Đã bao nhiêu lần trong đời bạn bước vào một mối quan hệ và rồi khi nó đổ vỡ, bạn nói: "Tôi biết mà, tôi đã biết ngay từ đầu, tôi biết mà." Chúng ta biết mọi thứ từ bên trong mình. Chúng ta không cần những khóa học hay những quyển sách. Bạn không cần gì cả. Bạn chỉ cần một việc là lắng nghe chính bản thân mình. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại không lắng nghe bản thân mình? Vì bao quanh con tim chúng ta, từng lớp, từng lớp, từng lớp những điều chưa được giải quyết. Chúng ta bận rộn phản ứng lại chúng và không lắng nghe xem mình là ai. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Vậy chúng ta cần làm gì? Hãy kết thúc những việc trong quá khứ và hiện hữu ngay tại đây, ngay bây giờ. Chúng ta có những việc chưa được giải quyết. Chúng khiến ta mãi mê tranh đấu cho một lẽ phải nào đó trong cuộc đời ta. Mỗi người đấu tranh vì một nguyên nhân nào đó. Bạn biết mà đúng không? Con tim của bạn. Một vài người đấu tranh vì điều này, điều kia, điều nọ. Nhưng không có cuộc chiến nào bên ngoài cả, nó nằm ở bên trong bạn. Không có ai ở ngoài kia cả, bạn biết đấy, chỉ có bạn, chẳng có gì cả. Mỗi người bạn gặp đều chính là bạn. Họ phản ánh lại những việc bạn chưa hoàn tất. Bất kỳ phiền lụy nào,
bất kỳ vấn đề nào bạn có trong cuộc sống đều cho thấy có điều gì đó đang diễn ra trong bạn mà chưa được giải quyết. Vì vậy, hành trình của chúng ta ở thế giới này là để nhìn vào tất cả những điều mà chúng ta chưa giải quyết, những điều ngăn chúng ta kết nối với con người thật của mình. Đơn giản là như vậy. Chúng ta là một phần của toàn thể. Ho'oponopono là phương pháp trị liệu đặc biệt của người Hawaii cổ, giúp giải phóng những ký ức và chương trình mà chúng ta lưu giữ bên trong tiềm thức của mình. Những ký ức này được kích hoạt bởi những suy nghĩ của chúng ta. Tâm trí chúng ta là một cỗ máy suy nghĩ. Nó sản sinh ra hàng triệu những ý nghĩ mỗi ngày, nhưng chúng ta chỉ ý thức được một phần rất nhỏ trong số hàng triệu những ý nghĩ đó. Khi một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí, chúng ta thậm chí không nhận ra rằng nó đang tự động kích hoạt một ký ức nào đó nằm sâu bên trong tiềm thức của tâm trí chúng ta. Và rồi, ký ức này tự nó biểu hiện ra thành một vấn đề. Những vấn đề chẳng qua là những ký ức được tái diễn lại trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta ý thức rằng chúng ta chịu 100% trách nhiệm cho tất cả mọi điều xảy ra trong cuộc sống của mình, thì chúng ta mới có thể chấp nhận những vấn đề như một cơ hội để xóa sạch chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Chúng ta có thể cầu xin sức mạnh thần linh bên trong mình, người có bản kế hoạch chi tiết của chúng ta, để chữa lành những ký ức và suy nghĩ đang níu giữ chúng ta lại tại thời điểm này. Bạn không cần biết điều gì đang xảy ra và cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi, bởi vì bạn không biết tại sao bạn đã kích hoạt một ký ức và nó đã biểu hiện ra thành một vấn đề trong cuộc sống của bạn. Khi bạn cố gắng tự mình giải quyết những vấn đề, bạn có thể sẽ thất bại, bởi vì bạn sẽ lại một lần nữa trở về với một ký ức trong quá khứ của mình. Nhưng khi bạn cho phép sức mạnh thần linh bên trong giải quyết vấn đề cho mình, giải pháp sẽ xuất hiện một cách hoàn hảo. Do đó, khi mà bạn không hiểu điều gì là tốt nhất cho mình, hãy cho phép sức mạnh thần linh bên trong đưa đến cho bạn câu trả lời đúng đắn. Tôi có thể làm điều đó như thế nào? Trước hết, tôi ý thức rằng tôi chịu 100% trách nhiệm cho mọi điều biểu hiện trong cuộc sống của mình và tự hỏi điều gì đang xảy ra bên trong tôi khiến cho tôi biểu hiện ra thành vấn đề này. Và tôi tự nói với bản thân mình rằng tôi yêu người, sức mạnh thần linh bên trong tôi. Tôi xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Xin cảm ơn. Tôi yêu người bởi vì tôi biết rằng bên trong tôi là sức mạnh của thần linh, và do đó bản ngã của tôi là hoàn hảo. Tôi xin lỗi rằng tôi đã và đang biểu hiện vấn đề này trong cuộc sống của mình, bởi vì tôi chịu 100% trách nhiệm cho nó. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi hỏi xin sự tha thứ đến bản thân mình để tôi có thể giải phóng những ký ức đau buồn trong quá khứ. Xin cảm ơn vì vấn đề này đã tự nó biểu hiện ra trong đời tôi. Nhờ đó mà tôi có thêm một cơ hội để xóa bỏ nó. Và xin cảm ơn người vì vấn đề này đã được giải quyết. Hãy lặp đi lặp lại những cụm từ này. Chúng là những từ khóa để chạm đến vùng tiềm thức trong tâm trí bạn.
Chúng ta đang dần giải phóng những ký ức đau buồn đã gây nên những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta và cả cuộc sống của những người khác có liên quan đến vấn đề đó. Đây là một phương pháp vượt trên những thách thức thông thường để tiếp cận sự hiểu biết về bản thân chúng ta. Không ai có thể biết được suy nghĩ kế tiếp của bạn là gì, bởi vì những ý nghĩ đến từ vùng tiềm thức của tâm trí. Do đó, khi mà bạn không thể kiểm soát hoàn toàn ý nghĩ kế tiếp của mình, bạn có thể tác động đến nó hoặc không. Tác động có nghĩa là xóa sạch những chương trình và ký ức đã tự chúng biểu hiện ra thành vấn đề. Nếu chỉ dựa vào vùng ý thức, bạn sẽ không hoàn toàn giải quyết được vấn đề, mà chỉ che đậy chúng đi mà thôi. Và bởi vì bất kỳ vấn đề nào cũng là sự biểu hiện của những ký ức và chương trình trong quá khứ, một lúc nào đó chúng sẽ quay trở lại ngay khi chúng được kích hoạt một lần nữa bởi những suy nghĩ của chúng ta. Điều chúng ta muốn làm là thực sự quét sạch, xóa bỏ, giải phóng những ký ức và chương trình này. Khi chúng ta nói "tôi yêu người", "tôi xin lỗi", "xin hãy tha thứ cho tôi", "xin cảm ơn đến đấng thiêng liêng nằm bên trong chúng ta", chúng sẽ trung hòa và xóa bỏ những ký ức đau buồn được lưu giữ bên trong vùng tiềm thức của tâm trí và chuyển hóa những năng lượng này thành tình yêu thuần khiết. "Tôi cầu xin tình yêu để sửa chữa những sai sót trong tôi. Tôi xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi, cho bất kỳ điều gì xảy ra bên trong tôi và gây ra thành vấn đề này." Chúng ta đều là những cá thể hoàn hảo. Những điều không hoàn hảo bên trong chúng ta chính là những chương trình và ký ức được lưu giữ trong vùng tiềm thức mà chúng ta chia sẻ cùng với những người khác. Ngay khi tôi quét sạch và xóa bỏ những điều không hoàn hảo trong tôi một cách tự động, những người khác có liên quan đến vấn đề đó cũng sẽ được loại bỏ những ký ức tạo nên những vấn đề của họ. Tất cả những điều tôi cần phải làm là chịu 100% trách nhiệm cho tất cả mọi điều xuất hiện trong cuộc sống của mình và nói: "Tôi yêu người, sức mạnh thần linh bên trong tôi. Tôi xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Xin cảm ơn." Và hãy để Chúa, Phật, Thượng Đế hoặc đấng thiêng liêng hay vùng siêu tiềm thức, bất kể bạn muốn gọi với cái tên gì, tháo dỡ những ký ức và chương trình ấy. Và rồi những điều tốt đẹp nhất sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Thế giới vật chất bên ngoài chỉ là sự biểu hiện của những ký ức và ý nghĩ diễn ra bên trong thế giới nội tâm của bạn. Thay đổi thế giới nội tâm và bạn cũng có thể thay đổi thế giới vật chất bên ngoài. Khi tâm hồn bạn có những ký ức được tái hiện bởi những vấn đề, hãy nói một cách nhẹ nhàng rằng: "Hỡi sức mạnh thần linh, tôi yêu người, tôi biết ơn vì có cơ hội để có thể giải phóng những ký ức này ra khỏi tôi." Hãy lặp đi lặp lại câu: "Hỡi sức mạnh thần linh, tôi yêu người, tôi biết ơn vì có cơ hội để có thể giải phóng những ký ức này ra khỏi tôi." Những ký ức này sẽ không bao giờ ra đi trừ khi bạn cho chúng ra đi. Câu "Hỡi sức mạnh thần linh, tôi yêu người" có thể được sử dụng ngay cả khi bạn không có ý thức về vấn đề. "Tôi yêu người, sức mạnh thần linh bên trong tôi. Tôi xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Xin cảm ơn." Thank you.
tôi yêu người, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cầu xin tình yêu để sửa chữa những sai sót trong tôi. Tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cho bất kỳ điều gì xảy ra bên trong tôi và gây ra thành vấn đề này. I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. Tôi yêu người, sức mạnh thần linh bên trong tôi. Tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Xin cảm ơn. I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you. Tôi xin lỗi, làm ơn hãy tha thứ cho tôi. Tôi yêu bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Tôi cầu xin tình yêu để sửa chữa những sai sót trong tôi. Tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, cho bất kỳ điều gì xảy ra bên trong tôi và gây ra thành vấn đề này. Và bây giờ, bạn hãy khẽ rung những đầu ngón tay của mình. Hãy khẽ rung những ngón chân của mình. Hãy từ từ mở mắt ra và quay trở lại. Hãy lặp lại một lần nữa. Đặt tay lên trái tim của mình. Hãy tự nói với bản thân mình rằng: tôi yêu người, sức mạnh thần linh bên trong tôi. Tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Xin cảm ơn. Bạn vừa hoàn thành xong phần quy trình tự chữa lành và kết nối với đứa trẻ bên trong bạn. Và bây giờ hãy từ từ quay lại. Ngay khi bạn muốn thực hiện quy trình này thì hãy cứ sẵn sàng và bắt đầu cho chính mình nhé. Cảm ơn bạn và Minh An cầu chúc những điều tốt đẹp, bình an và hạnh phúc đến với bạn. Minh An yêu bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn.